Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng kháng sinh bất hợp lý không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân người dùng mà còn tác động đến cộng đồng do tình trạng kháng kháng sinh trở nên phổ biến. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan tới vấn đề này. Kháng kháng sinh là gì? Kháng kháng sinh được hiểu là tình trạng vi khuẩn có khả năng kháng lại hiệu quả của thuốc và tiếp tục nhân lên trong cơ thể người bệnh ngay cả khi điều trị bằng kháng sinh. Hiện tượng này thường là kết quả của việc lạm dụng hoặc sử dụng kháng sinh chưa hợp lý và lạm dụng thuốc. Thực trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao khi tỷ lệ kháng kháng sinh với các loại kháng sinh thuộc nhóm các beta-penem đã tăng tới 50%, chủ yếu từ vi khuẩn gram âm, còn tỷ lệ kháng kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ ba đã tăng lên hơn 60% trong cả nước. Phân loại đề kháng thuốc, đề kháng giả là hiện tượng vi khuẩn vẫn nhạy cảm với kháng sinh trong phòng thí nghiệm nhưng sử dụng trên lâm sàng không đáp ứng, thường xảy ra trong các trường hợp. Hệ thống miễn dịch suy giảm như bệnh nhân nhiễm virus HIV dùng corticoid kéo dài. Do kháng sinh không tiếp cận được vi khuẩn, ứ trệ tuần hoàn, vi khuẩn nằm trong tổ chức sơ dày. Do dùng kháng sinh không phù hợp với đặc điểm dược động học, không đúng đường, không đúng liều, dùng sai quy cách. Đề kháng thật gồm có kháng thuốc tự nhiên và kháng thuốc mắc phải. Kháng thuốc tự nhiên, Vi khuẩn lao, E coli và trực khuẩn mủ xanh không chịu tác động của penicillin G. Vi khuẩn không có vách Mycoplasma không chịu tác động của kháng sinh có cơ chế tác dụng lên vách tế bào beta lactam. Do đặc điểm cấu trúc di truyền của vi khuẩn, trong thực hành cần ghi nhớ tránh dùng kháng sinh bị vi khuẩn kháng tự nhiên. Kháng thuốc mắc phải là sự kháng thuốc của những vi khuẩn thuộc phổ tác dụng của một kháng sinh nào đó nay đã trở nên kháng lại. Trực khuẩn thương hàn kháng lại chloramphenicol các biện pháp hạn chế tình trạng kháng kháng sinh chỉ dùng kháng sinh điều trị khi chắc chắn nhiễm khuẩn không dùng bao vây chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ trong mọi trường hợp có thể ưu tiên kháng sinh phổ hẹp đặc hiệu dùng kháng sinh đúng liều lượng đủ về thời gian và phối hợp kháng sinh hợp lý tuân thủ các biện pháp khử khuẩn và vô khuẩn tránh lan truyền vi khuẩn đề kháng giới thiệu tuyên truyền cho cộng đồng biết về lợi ích và nguy cơ của kháng sinh tăng cường hệ thống quản lý và phân phối kháng sinh kiểm soát và hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thú y dùng kháng sinh đúng, đủ liều lượng, góp phần hạn chế tình trạng kháng thuốc, thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế, tất cả các thuốc kháng sinh phải được kê và bán theo đơn, nâng cao sự hiểu biết, nắm vững các nguyên tắc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý đối với bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và các cán bộ y tế khác. Nghiên cứu tìm ra thuốc kháng sinh mới để chống lại các vi khuẩn đề kháng. Đây là biện pháp khó khăn vì thực tế trong những năm gần đây, mặc dù khoa học phát triển nhưng không nhiều kháng sinh mới ra đời để tăng vũ khí chống lại vi khuẩn. Lựa chọn và phối hợp kháng sinh như thế nào để hạn chế kháng kháng sinh? Lựa chọn thuốc kháng sinh phụ thuộc hai yếu tố: người bệnh và vi khuẩn gây bệnh. Yếu tố liên quan đến người bệnh cần xem xét đến lứa tuổi, tiền sử dị ứng thuốc, chức năng gan thận, tình trạng suy giảm miễn dịch, mức độ nặng của bệnh, bệnh mắc kèm, cơ địa dị ứng, cần lưu ý đối tượng phụ nữ có thai, cho con bú để cân nhắc lợi ích nguy cơ. Yếu tố liên quan đến vi khuẩn gây bệnh cần quan tâm đến loại vi khuẩn, độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn cần cập nhật tình hình kháng kháng sinh để có lựa chọn phù hợp, cần lưu ý các biện pháp phối hợp để làm giảm mật độ vi khuẩn và tăng nồng độ kháng sinh tại ổ nhiễm khuẩn như làm sạch ổ mủ, dẫn lưu, loại bỏ tổ chức hoại tử khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, những hy vọng mới trong điều trị nhiễm HIV sẽ là nội dung chính mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.